Xin chào xin chào anh em Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách update máy Surface Để cho máy ngon nhất, ổn định nhất, phần cứng, phần mềm được tối ưu nhất Tránh hiện gặp hiện tượng đơ lác giật nhá Bắt đầu thôi Bước đầu tiên Anh em vào on setting Rồi Chọn được phần update and security giúp mình Bước 2 Bình thường anh em sẽ nhìn thấy ở đây mục là update Anh em sẽ ấn vào Hoặc là ở đây thì nó đang có update rồi thì anh em ấn vào nó sẽ hiện check kinh for Update Đợi nó loát những bản cập nhật thôi Thời gian cập nhật thì uh, nếu mà bản cập nhật nhỏ Thì có thể mấy phút Bản cập nhật lớn có thể tầm nửa tiếng đến một tiếng lận Nên anh em chịu khó chờ đợi Vì khi update máy nó sẽ làm cho máy ổn định hơn đây, Ví dụ đây rất nhiều bản update Khi anh em update máy thì sẽ giúp máy ổn định hơn, mát mẻ hơn Và điều đấy là điều rất rất cần thiết anh em nhé vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em cách update máy su để cho nó ổn định nhất nó mượt nhất nó tránh những cái lỗi không đáng có ví dụ treo đơ lác lóng anh em nhớ nhá update máy là rất rất cần thiết đấy uhm, anh em có câu hỏi nào khác hoặc là có những cái gì muốn nhắn nhủ muốn uh, mình làm một cái video để tư vấn anh em thì em có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhá nếu video mà mình hướng dẫn anh em update thấy hay anh em thì anh em đừng ngại một like một đăng ký để ủng hộ tụi mình còn anh em muốn mua su thì hãy đến với đăng vũ với hậu mãi với quà tặng rất rất là đặc biệt rất rất là nhiều dành tới anh em rồi tạm biệt anh em hẹn anh em ở các video tiếp theo